Minh Đường Tử Vi Hân Hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 10 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Canh Tý, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bích thượng thổ, ngày canh tí, tức can sinh chi, nghĩa là kim sinh cho thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, bích thượng thổ, kỵ tuổi, giáp ngọ, bính ngọ ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy, đặc biệt là tuổi bính ngọ, nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày tý lục hợp với sửu, tam hợp với thìn và thân thành thủy cục, xung với ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tỵ. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao mạng đức tinh tốt mọi việc, sao kính tâm tốt đối với an táng, sao quan nhật tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ phủ kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao nguyệt yếm đại họa xấu đối với xuất hành, giá thú, sao nguyệt kín chuyển sát, kỵ khởi công, động thổ, sao thiên địa chính chuyển, kỵ khởi công, động thổ, sao phụ đầu giáp, kỵ khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Từ vi tuổi Tý thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính quan đỏ mệnh cho nên công việc của bạn tuổi Tý tiến triển theo chiều hướng tốt, làm đâu là xong đó. Bạn mệnh tuổi Tý trong ngày thứ tư này cũng nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự tán thưởng của đồng nghiệp nhờ vào sự năng nổ cũng như là tinh thần trách nhiệm cao. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực mà bạn tuổi Tý đã bỏ ra trong thời gian qua. Và bạn tuổi Tý, bạn trở thành cánh tay đắc lực của cấp trên nữa nhân thời điểm này với bà tuổi Tý nên đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn để tạo được động lực cho bản thân mình cố gắng hơn nữa. Đừng có vội hài lòng với thực tại, dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn và bạn sẽ đạt được nhiều thành quả hơn nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày thủy khắc với họa cái điều này cho thấy những thành viên trong gia đình đang thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau và với ba tuổi tí đang vấp phải sự phản đối của người thân trong gia đình. Mọi người không thực sự tin tưởng vào những gì mà bạn làm và lo ngại bạn trèo cao ngã đau và với ba tuổi tí nên tránh tỏa thái độ gay gắt với người nhà. Hãy chứng minh cho họ thấy rằng bạn đã dám nghĩ và sẽ dám làm và chắc chắn là sẽ làm được về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim công việc học hành gặp nhiều thuận lợi tử vi tuổi bính tý thuộc thủy cấp trên tin tưởng và giao cho nhiệm vụ quan trọng tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa không nên ở mãi trong vòng an toàn tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nên có mục tiêu cao xa hơn tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc không nhận được sự tin tưởng của người nhà về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, Chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay đang gặp được ngày có vận quý nhân giúp sức, nhờ vậy mà những vấn đề vốn đang làm khó bạn sẽ tìm được ra cách giải quyết thấu đáo, công việc nhờ vậy mà tiến triển rất nhanh chóng ngày này đối với bạn tuổi sửu, cái mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp, đối tác xã giao cũng trở nên rất hài hòa. Điều này giúp cho bạn mệnh tuổi sửu đang có được cơ hội gặp được những người cùng chí hướng, cùng lý tưởng với mình. Những người như vậy sẽ giúp cho bạn tuổi sửu thêm sự tự tin và phát triển bản thân hơn nữa trong tương lai. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi sửu trong ngày thứ tư này. Tình cảm vợ chồng, có được sự xôn sắc, hai bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau chính là nguồn động lực để cho bà tuổi xỉu cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất cho gia đình của mình. Trong ngày này với bà tuổi xỉu cũng đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tương khắc nhắc nhở bạn mệnh tuổi xỉu nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình đừng chỉ vì suốt ngày cắm đầu vào công việc mà mặc kệ sức khỏe của mình ra sao thì ra, làm việc quá sức có thể gây ra nhiều chứng bệnh nguy hiểm mà bạn tuổi Sửu không nên được chủ quan. Trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu, xuất hành đi xa thì có được quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, cầu tài lộc đều được như ý muốn. Tuy nhiên, với bạn tuổi Sửu đừng quên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần hướng Tây Nam để mang lại nhiều may mắn cho mình. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim có quý nhân phù trợ trong công việc, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy tìm được người chung chí hướng, tử vi tuổi Kỵ Sửu thuộc Hỏa công việc tiến triển thuận lợi, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ nên quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc vợ chồng đồng lòng, gia đình được hạnh phúc. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. tử vi tuổi dần thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cho nên trong ngày hôm nay bạn tuổi dần đang có được báo hiệu bạn đang làm rất tốt công việc tháo gỡ các vướng mắc của mình. Và với bạn tuổi dần, bạn trở nên điềm đạm, bình tĩnh và khéo léo hơn để giải quyết các mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này không muốn làm xích mích lòng ai, cũng không muốn cuộc sống của mình trở nên căng thẳng chỉ vì những hiểu lầm không đáng có. Bạn nghĩ rằng thay vì tốn thời gian vào những rắc rối ấy thì để làm những việc có ích cho bản thân mình còn hơn. Trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi dần, bạn lại đang gặp được ngày có thủy sinh chua mộc vượng. Cái điều này cho thấy với bà tuổi dần, bạn là người biết chăm sóc cho gia đình của mình, dù là nam hay là nữ, bạn đều đề cao tầm quan trọng của gia đình trong việc giáo dục con trẻ và biết làm thế nào để mang đến môi trường phát triển tốt nhất cho con cái của mình. Vậy từ vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy gia đình êm ấm con cái ngoan ngoãn từ vi tuổi Bính Dần thuộc họ giải quyết được những rắc rối bằng lý trí từ vi tuổi Mậu Dần thuộc Thổ các mối quan hệ hài hòa từ vi tuổi Canh Dần thuộc mộc quan tâm và chăm sóc cho gia đình từ vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim xác định được mục tiêu để cố gắng lâu dài Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lá cây, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi ngọ, tuổi hợi. tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Mão chua chúng ta thấy là bà tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung cho nên với bà tuổi Mão đang có điểm báo vận trình của mình không được suôn sẻ cho lắm bạn mệnh tuổi Mão là người có tầm nhìn xa trong rộng dám nghĩ những điều lớn lao, nhưng lại không biết cách thể hiện ý tưởng của mình. Và ngày này đối với bạn tuổi mão, bạn thường tỏ ra khá ngạo mạn, nói năng không kiêng nể ai, thậm chí là khinh thường người khác nếu như thấy người khác có ý kiến bất đồng quan điểm với bản thân mình. Bạn rất dễ gây mất lòng những người xung quanh chính vì cái tính luôn xem mình là trung tâm của đám đông. Và trong ngày này đối với bạn tuổi mão, bạn cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh nhắc nhở bạn mệnh tuổi mão nên thay đổi tư tưởng bảo thủ của mình nếu như bạn muốn thăng tín nhanh hơn xa hơn nữa bạn tuổi mão bạn cần phải học cách lắng nghe và đón nhận những ý kiến trái chiều với mình và bạn tuổi mão bạn thuộc tốt quân giáp cứng đầu dễ thành công và cũng dễ thất bại nữa Ngày này với bạn tuổi mão người ngoài bao giờ cũng có cái nhìn sáng suốt hơn trong cuộc. Có những vấn đề bạn tuổi mão không nhận ra nhưng người khác lại thấy rất rõ. Bạn tuổi mão đừng có vội kết luận rằng người khác sai và bản thân mình luôn đúng. Kiểu bạn lại phải hối hận về sau này nữa bạn tuổi mão nhé. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy không chịu tiếp thu ý kiến của người khác tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa dễ trở nên nóng nảy gắt gỏng tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ nên học cách lắng nghe nhiều hơn tử vi tuổi tân mão thuộc mộc tư tưởng bảo thủ đang kìm hãm sự phát triển của bạn tử vi tuổi quý mão thuộc kim dễ gây mất lòng người khác và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi hợi, tuổi tốt Tử vi tuổi thìn thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thìn, chua chúng ta thấy là bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ. Cho nên, bạn tuổi thìn đang có được tin mừng về con đường công danh, sự nghiệp của mình. Trong ngày này, đối với những người đi làm thì tạo dựng được uy tín nhờ vào năng lực của bản thân. Đối với những ai đang còn học hành, thi cử, dễ dàng thi cử đỗ đạt và giành được điểm cao. Bên cạnh đó, với bạn tuổi thìn, việc định hướng về con đường phát triển cho bản thân mình trong tương lai cũng vô cùng là quan trọng và bạn tuổi thìn cần phải đối diện thẳng thắn với chuyện này thay vì cứ trốn tránh và sống mông lung như hiện tại. Một mục tiêu rõ ràng sẽ giúp cho bạn tuổi thìn rút ngắn được thời gian tìm kiếm và tập trung cố gắng để vươn tới thành công nhanh hơn. Ngày này đối với bạn tuổi thìn, vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh sẽ mang đến cho bạn mệnh tuổi thìn có được cơ hội phát tài nhô nhộ trong ngày hôm nay. Đặc biệt là đối với những người hành nghề kinh doanh tự do tuy không phải là muốn lợi quá lớn với bạn để cho bạn bật hẳn lên nhưng nó cũng giúp ích rất nhiều cho kế hoạch kinh doanh của bạn đang ấp ủ bấy lâu nay. Tuy nhiên, ngày thứ tư này đối với Tử thìn, bạn tuổi thìn, bản mệnh lại đang gặp ngày có thổ khác với thủy. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn cái mối quan hệ của bạn tuổi thìn với nửa kia đang gặp một vài trục trặc do cái tính ương bướng không chịu nhường nhịn của cả hai nếu cứ như vậy tình cảm của hai bạn sẽ càng ngày càng xuất hiện nhiều vết rạn nứt khó có thể hàn gắn được với nhau vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa sự nghiệp thuận lợi có cơ hội thăng tín. tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tạo được uy tín của bản thân tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc nên có định hướng rõ ràng cho tương lai tử vi tuổi canh thìn thuộc kim có cơ hội phát tài nho nhỏ, nhỏ. tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy tình cảm trục trặc càng ngày càng nhiều vết rạn nứt và đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi tỵ thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là khi tỷ kim xuất hiện trong ngày với bà tuổi tỵ, bạn mệnh sẽ được trao cho cơ hội để thể hiện mình nhiều hơn trong công việc và với bà tuổi tỵ, hãy tự tin với năng lực, kiến thức và kinh nghiệm của bản thân mình đã tích lũy bấy lâu. Bạn tuổi tỵ, bạn đừng chưa bắt đầu mà đã nghĩ rằng mình không làm được. Hãy nghĩ về thành quả ngọt ngào mà bạn có thể nhận được, nó sẽ tăng thêm cho bạn rất nhiều động lực nữa bạn tuổi tỵ nhé. Ngoài ra, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng nên cải thiện các mối quan hệ của mình trong tập thể. Bạn nhiệt tình với mọi người thì mọi người cũng sẽ nhiệt tình lại với bạn, và nếu như bạn có gặp khó khăn, chắc chắn mọi người đều sẽ rất vui vẻ giúp đỡ cho bạn một tay. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn Tử Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có thủy khắc hỏa, bản mệnh dù ham công tiếc việc đến đâu đi chăng nữa cũng nên quan tâm tới gia đình của mình. Việc xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái cần có bàn tay của cả vợ và chồng. Đừng có mạch định rằng nó là trách nhiệm và nhiệm vụ của riêng ai. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa gia đình lục đục, tình cảm vợ chồng nhạt phai, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nên tự tin về bản thân mình, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc chủ động nắm bắt cơ hội đến từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim nên tìm cách cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp từ vi tuổi quý tuỵ thuộc thủy được trao cho cơ hội thể hiện năng lực của mình và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 5 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường, màu đỏ, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi sửu, tuổi thân, tuổi dậu Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bà tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông tý ngọ mạo dậu cho nên với bà tuổi ngọ đang có điểm báo gặp không ít khó khăn trắc trở trong ngày hôm nay nguyên nhân đến từ việc bản mệnh tuổi ngọ không biết cách kiềm chế cái tính nóng nảy bốc đồng của mình cho nên dễ nói ra những lời thiếu suy nghĩ gây mất lòng người khác ảnh hưởng tới công việc của mình trong cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi ngọ, kể cả công việc và cuộc sống, bạn tuổi ngọ là người có duyên khác phái rất tốt nhưng lại không biết tiết chế được cảm xúc cá nhân, khiến cho đối phương cảm thấy rất thất vọng khi tiếp xúc trực tiếp với bạn. Do vậy, với bạn tuổi ngọ, nếu hôm nay có kế hoạch hẹn hò hay là xem mặt, bạn nên chú ý cách hành sự của mình để buổi hẹn hò diễn ra được tốt đẹp hơn cũng như là gây được ấn tượng tốt trong mắt của người kia. Ngoài ra, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọa bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cho thấy bản mệnh tuổi ngọ còn dễ đưa ra các quyết định nóng vội, bốc đồng mà không nghĩ đến hậu quả về sau này. Điều này khiến cho bạn tuổi ngọa có thể mất một khoản tiền không nhỏ để sửa chữa những sai lầm do chính bản thân mình gây ra. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim không biết cách kiềm chế cảm xúc. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy dễ hành động bốc đồng, gây mất lòng người khác. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa chú ý giữ khoảng cách với người khác giới. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ không nên quan tâm nhiều tới chuyện tình cảm. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nên thực hiện công việc nằm trong kế hoạch và đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 6 số 9 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu tím màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mùi tuổi tốt tử vi tuổi mùi thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện, tí mùi tương hại. Đây là điểm báo mà làm cho bạn tuổi mùi dễ phạm phải tiểu nhân, làm ảnh hưởng xấu tới công việc của mình. Biểu hiện xuất sắc của bạn tuổi mùi trước đó khiến cho kẻ tiểu nhân sinh lòng ganh ghét và đố kỵ người đó sẽ tìm cách để phá bệnh bạn bằng được do vậy với bản mệnh tuổi mùi nên hành động thận trọng nói năng cẩn thận không tạo điều kiện cho kẻ xấu bắt thốp và hãm hại bạn dù bạn tuổi mùi có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa bạn cũng cần phải bình tĩnh hết sức bạn càng nôn nóng lại càng dễ để lộ những sơ hở của mình về phương diện sức khỏe của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này đang có dấu hiệu giảm sút do thời gian làm việc của bạn quá dài mà không có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Bạn tuổi mùi, bạn hãy nhớ rằng tiền bạc là vật ở ngoài thân, dù hết tiền vẫn có thể kiếm được, nhưng sức khỏe thì chẳng thể thay đổi được, không thể đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Trong ngày này, đối với bạn tuổi mùi, Ngày này là ngày tốt để cho bạn làm tất cả mọi việc. Nếu như bạn có kế hoạch ấp ủ trong suốt khoảng thời gian vừa qua, thì bạn mệnh nên nhờ cơ hội này để thực hiện ngay. Bạn sẽ nhận được kết quả như ý muốn. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim nên giữ đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa sức khỏe giảm sút cơ thể lên tiếng báo động, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ nên thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc sẽ có những hành động bốc đồng. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi thân, cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn, cho nên các chuyện tình cảm của bạn tuổi thân đang rất ngọt ngào và suôn sẻ và bạn tuổi thân bạn biết cách thể hiện tình cảm của bản thân mình một cách vừa phải để cho người ấy cảm thấy thoải mái và không bị ngọt ngạt hôm nay cũng là ngày mà cát khí ngập tràn đào hoa rực rỡ cho nên đối với những bạn đang còn độc thân thì có được cơ hội nhận được không ít sự chú ý của người khác phái của người quản ra ám hiệu khá rõ ràng với bạn nữa và với bà tuổi thân đừng có chần chừ mà lại bỏ lỡ mất cơ hội trời cho bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi thân bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh cho nên bà tuổi thân đang gấp rút hoàn thành cái hạng mục công việc trong những tháng cuối năm để mong chờ được đón một cái tết thập ấm no những nỗ lực của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi. Ngày này với bạn tuổi thân, nếu như có công việc xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng tây nam để tăng thêm vận may cho mình. Ngày bạn cũng đang có được báo hiệu, có được nhiều cơ hội cải thiện về tình hình tài chính của bản thân, số gặp được quý nhân, công việc thuận lợi cầu tài, xuất hành đều tốt. Về tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, đào hoa rực rỡ, đôi lứa hạnh phúc, tử vi tuổi bính thân, thuộc hỏa, đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội thoát ế, tử vi tuổi mậu thân, thuộc thổ, hoàn thành tốt công việc của mình, tử vi tuổi canh thân, thuộc mộc, nỗ lực được đền đáp xứng đáng, tử vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, tràn ngập hy vọng tích cực về mọi việc. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu trong ngày này đang trải qua ngày có cục diện ngũ hành Tứ hình xung Tý Ngọ Mạo Dậu cho nên với bạn tuổi Dậu đang có điểm báo rất có thể có kẻ tiểu nhân lợi dụng lúc bạn lơ là để niếm đá giấu tay vu cáo hạm hại bạn do đó bản mệnh tuổi dậu cần phải hết sức thận trọng trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, với bạn tuổi dậu cũng đừng có lo ngại với cục diện này nếu như bạn luôn làm đúng với bộn phận và chức trách của mình. Dù kẻ xấu có đơm đặt ra sao thì cũng chỉ là những lời nói dối trá, vô căn cứ, sẽ chẳng ai tin vào những lời nói không có thật ấy cả. Bù lại, trong cái vận tình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài nhập cục. Cho nên, con đường tài lộc của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay đang được rộng mở thanh thang. Bạn vừa có được thu nhập ổn định từ công việc chính, lại vừa kiếm thêm được khoản không hề nhỏ từ nghề tay trái của mình. Tài chính của bạn được vượng vàng khiến cho bạn mệnh tuổi Dậu vô cùng là an tâm và vui khởi. Ngày này với bà tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng cũng sẽ mang đến cho bà tuổi Dậu một thể chất tuyệt vời để thiêu đuổi những điều mình muốn. Bạn tuổi Dậu, bạn hiểu tầm quan trọng của sức khỏe, nếu không có sức khỏe sẽ chẳng thể làm được gì nên luôn dành thời gian để rèn luyện thân thể đều đặn hàng ngày. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu ngày này, bạn đang có được báo tin thiên hỷ, chủ về sự vui vẻ, hòa nhã, gặp nhiều may mắn, tài lộc được tăng tí nữa. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, có tiểu nhân niếm đá giấu tay, tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, đường tài lộc sáng sủa, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, tài chính ổn định, có thể thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, Sức khỏe ổn định nhờ chế độ rèn luyện thường xuyên, từ vi tuổi quý dậu thuộc kim, sống đúng với bổn phận và trách nhiệm của mình. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu xám quý nhân phù trợ tuổi sửu, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tuất thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chia chở cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi tuất đang có được cơ hội thăng tín chóng mặt bạn mệnh tuổi tuất thu được khoản lợi nhuận không hề nhỏ từ công việc kinh doanh buôn bán hiện tại của mình không phải là lộc từ trên trời rơi xuống mà đến từ chính sự nỗ lực và tài năng vốn của của bạn mà có được nhân cơ hội này với bạn tuổi tuất có thể nghĩ tới việc mở rộng quy mô kinh doanh tìm hiểu thêm các mặt hàng tính năng đa dạng hàng hóa như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho việc kinh doanh buôn bán và tăng thêm thu nhập cho mình Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khắc thủy, cái điều này có thể gây ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ làm ăn của bạn trong ngày. Việc thiếu sự tin tự khi hợp tác sẽ khiến cho bạn và đối tác luôn dè chừng, đề phòng lẫn nhau mà một mối quan hệ hợp tác không có niềm tin làm căn bản thì sẽ rất khó được bền lâu. Ngày này với bạn tuổi Tuất đi xa thì gặp được người, có quý nhân giúp đỡ, có tài, có danh tiếng, có tin vui trong gia đạo. Bên cạnh đó, trong ngày này với bản tuổi Tuất vị trí nhân thần ở thắt lưng cạnh trong khớp cổ chân, mưu bàn chân, cho nên bản mệnh tuổi Tuất không nên làm tổn thương, va chạm, mổ xỉa châm chích ở vị trí này. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa nên suy nghĩ tới việc mở rộng quy mô kinh doanh. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, tài lộc được tăng tín buôn bán đắt hàng, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, mối quan hệ hợp tác không được tốt cho lắm, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, nỗ lực từ trước đó của bạn được đền đáp xứng đáng, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, cần xây dựng niềm tin với đối tác. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 5, số 7, giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi mão. Từ vi tuổi hỏi thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi hợi, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội cục nâng đỡ. Cho nên với bà tuổi hợi sẽ đón nhận một ngày thứ tư rực rỡ cả về công việc lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, bạn tuổi hợi dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ sự khéo léo và duyên dáng bậm sinh ở bạn. Với bạn tuổi hợi, bạn biết cách gây ấn tượng tốt cho những người xung quanh và nhận được sự yêu mến của nhiều người ngay từ lần đầu tiếp xúc với bạn. Đó là lý do bạn vô tình khiến cho trái tim của ai đó rung động mà không hề hay biết. Và với bạn tuổi hợi, bạn cũng đừng quá ngạc nhiên khi sau buổi gặp gỡ với bạn bè hay là đối tác mà bạn lại nhận được tin nhắn hội thăm từ người mới gặp hôm nay. Bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp như vậy. Tuy nhiên, những người đã có gia đình thì nên giữ khoảng cách thích hợp để không gặp phải những rắc rối không đáng có xảy ra với mình. Ngày này đối với bạn tuổi hợi cũng đang gặp ngày của thiên quan gây rối sẽ khiến cho bạn tuổi hợi phải trả giá đắt vì cả tin của mình. Vì tin người thái quá mà bạn tuổi hợi không có chút mảy may nghi ngờ ý đồ của đối phương thành ra tự mình hại mình tử vi tuổi Ất Hợi thuộc họ xây dựng được các mối quan hệ xã Giao thuận lợi tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc Thổ có cơ hội gặp được quý nhân tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc giải quyết được những vấn đề còn vướng mắc tử vi tuổi Tân Hợi thuộc Kim có định hướng cho tương lai tử vi tuổi Quý Hợi thuộc Thủy nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày.